Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 2 tháng 3. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 2 tháng 3 năm 1942 là ngày sinh của John Irving. Ông là tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Mỹ. Cũng vào ngày này năm 1962 là ngày sinh của John Bon Jovi. Anh là người sáng lập và kim hát chính của nhóm nhạc rock Bon Jovi. Anh đã bán được 120 triệu album trên toàn thế giới. Nam diễn viên người Anh Daniel Craig, anh sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968. Anh trở thành ngôi sao khi tham gia vai diễn trong phim Layer Cake và phim Lara Croft, Tomb Raider cùng với Angelina Jolie. Anh cũng trở thành diễn viên thứ 6 trên thế giới thủ vai James Bond trong loạt phim 007. Vào ngày này năm 1997 cũng là ngày sinh của Becky G. Cô là ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Sự kiện: ngày 2 tháng 3 năm 1807, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật cấm nhập khẩu nô lệ, theo đó không cho phép nhập khẩu các nô lệ mới vào đất nước. Cũng vào ngày này năm 1901, United States Steel Corporation được thành lập là kết quả của hợp nhất giữa công ty thép Carnegie và công ty thép liên bang, trở thành tập đoàn đầu tiên trên thế giới có vốn thị trường trên 1 tỷ đô la. Tại New York, khách sạn Martha Washington mở cửa vào ngày 2 tháng 3 năm 1903, trở thành khách sạn đầu tiên dành riêng cho phụ nữ. Quốc tế Cộng sản họp lần đầu tiên tại Moscow vào ngày 2 tháng 3 năm 1919. Cũng vào ngày này năm 1969, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay Concorde được tiến hành tại Toulouse, nước Pháp. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.